chăng nữa anh cũng phải ráng mà. Bởi vì các bạn thân đã có lòng giúp đỡ chúng ta, anh mới vừa bị chủ đuổi ra thì lại được bao nhiêu bạn bè tương trợ. Lãnh mối này với cái giá cũng là cao, cho nên anh cũng phải gắng trong vài tiếng đồng hồ nữa sẽ xong ngay thôi em à. Em cứ yên tâm mà ngủ trước đi, đừng có thức khuya quá rồi sinh bệnh hoạn, sẽ làm khổ cho gia đình. Việc nhà đã có anh lo, có nghề vẽ trong tay thì lo gì thiếu hụt. Nhưng mặc dù lo lắng cho em, sức khỏe của anh phải ráng giữ gìn. Anh biết rồi. Anh thức sáng đêm khi trong người không khỏe mạnh. Nếu mà chẳng may anh ngã bệnh bất ngờ mà em còn đang yếu đuối như vậy, đâu biết cách nào để lo lắng